Theo đó, vào lúc 13 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2019, tại đường Nguyễn Du, thành phố Vinh, Nghệ An, tổ công tác đội 4, phòng cảnh sát môi trường đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông 1-46 phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An dừng xe ô tô khách BKC Lào Un 9299 để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên nóc điều hòa của xe khách có hơn 50kg pháo trái phép, gồm pháo hoa, pháo nổ. Số pháo trên là của Nguyễn Đình Kiên, 41 tuổi, trú tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An. Tại cơ quan công an, Kiên thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ của mình. Kiên cũng chính là người lái xe khách BKC Lào Un 9299. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.